năm 1989, Hà Nội gieo trồng 166.270 ha cây lương thực các loại, tăng 6.492 ha so với năm 1986. Đạt sản lượng 529.986 tấn, tăng 40.000 tấn so với năm trước. Đây là năm Hà Nội đạt tổng sản lượng cao nhất từ trước tới nay, vượt mức chỉ tiêu nghị quyết 10 của Đảng bộ thành phố 30.000 tấn. Riêng cây lúa, năng suất đạt 34,5 tạ 1 ha một vụ, tăng hơn năm trước 170 kg 1 ha. Nhờ những tiến bộ kỹ thuật về giống, diện tích ngô cả năm đạt 24.347 ha, sản lượng đạt 70.213 tấn, về diện tích tăng hơn 3.000 ha, sản lượng tăng 9.000 tấn. Năm 1989, Hà Nội giành được những thắng lợi quan trọng trên lĩnh vực gieo trồng rau và chăn nuôi. Tổng sản lượng rau đạt 187.000 tấn, tăng 10%. Tổng đàn lợn cuối năm có 480.700 con, tăng 9.566 con so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn lợn lai kinh tế chiếm 82%. Trọng lượng xuất chuồng bình quân 80 kg một con. Sản lượng thịt đạt 42.690 tấn, tăng 4.690 tấn. Đàn châu bò của Hà Nội trong năm qua vẫn tiếp tục tăng nhanh, hiện có 144.000 con, tăng 10.000 con. Các loại gia cầm, nuôi cá vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh và đều khắp các quận huyện của Hà Nội. Tuy vậy, trong năm qua, các loại cây công nghiệp của Hà Nội do những tác động của thị trường cho nên đang có chiều hướng giảm sút, như các loại cây lạc, thuốc lá, đay, đỗ tương, mía. Chỉ trừ hai cây chè, dâu tằm là nhích lên chút ít. Nhờ những cố gắng và kết quả đạt được khá toàn diện của ngành nông nghiệp trong năm qua, đã góp phần quyết định vào việc giữ và ổn định giá cả lương thực, thực phẩm cho nhân dân Hà Nội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp Hà Nội phấn đấu giành những đỉnh cao mới trong năm sản xuất 1990. Viện Bảo vệ Thực vật có cơ sở nghiên cứu thí nghiệm gồm 4 bộ môn: côn trùng, bệnh cây, sử dụng thuốc bơm và phòng trừ sinh học. Có một trại thí nghiệm quy mô 10 hectare. Có thể nói hơn 10 năm qua, trong hoàn cảnh khó khăn, với hai đợt điều tra cơ bản về côn trùng, bệnh cây, viện đã cố gắng lưu giữ siêu tập trên 20.000 tiêu bản côn trùng và bệnh cây, dần dần nâng cao chất lượng mẫu vật. Các loại sâu hại lúa như dày nâu, bọ xít, sâu năn, sâu cuốn lá nhỏ và sâu hại đỗ đã được nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng kết quả trên diện rộng. Nhiều giống lúa kháng dày có năng suất cao được tạo chọn và nhân trên diện rộng. Kết quả của các đề tài nghiên cứu bệnh hại lúa, bệnh hại đậu đỗ, bệnh hại ngô là cơ sở tốt để tuyển chọn giống kháng và thuốc hóa học phòng trừ. Các bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn ở lúa, ở ngô, bệnh rỉ sắt, đậu tương, nhờ áp dụng các đề tài nghiên cứu có kết quả đã giảm tỷ lệ sâu bệnh. Trong thời gian tới, Viện Bảo vệ Thực vật đẩy mạnh nghiên cứu tuyển chọn các giống lúa, cây xuất khẩu chịu sâu bệnh, có năng suất cao, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp sinh học trong hệ thống phòng trừ tổng hợp, mở rộng nghiên cứu sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh, cỏ dại, vừa có hiệu quả kinh tế cao, vừa ít độc hại với người và gia súc, nhằm góp phần nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp.